Cô Triển xin chào tất cả các em. Chắc hẳn các em vẫn còn nhớ cô chứ. Cô tên là Trần Thị Triển, giáo viên lớp 3 trường tiểu học Trương Định. Hôm nay cô lại tiếp tục quay lại hướng dẫn các em trong tiết tập làm văn tuần 8. Các em đã sẵn sàng cho tiết học này chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để chuẩn bị tốt cho tiết học, các em chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3. Tập 1 mở trang 68 và ô ly, bút mực, bút chì và thước kẻ nhé. Các em ơi, chắc hẳn các em đều biết, ở quanh khu vực nhà mình ở cũng có rất nhiều gia đình khác cùng sinh sống với khu phố nhà mình đúng không nào? Vậy các em có biết những gia đình sống gần với gia đình nhà mình thì được gọi là gì không nhỉ? À, được gọi là những người hàng xóm đấy. Để khắc sâu hơn kiến thức, giúp các em biết kể về một người hàng xóm như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn qua bài học ngày hôm nay. Kể về người hàng xóm, các em nhắc lại cho cô nội dung bài học hôm nay nào. Sau khi học xong bài này, kiến thức mà các em cần đạt là các em sẽ được rèn kỹ năng nói, biết kể một cách tự nhiên về một người hàng xóm mà mình yêu quý ở bài tập số 1. Ngoài ra, các em còn được rèn kỹ năng viết, đó là viết lại được những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn khoảng từ 5 đến 7 câu ở bài tập số 2. Để hoàn thành nội dung tiết học hôm nay, các em sẽ phải trải qua 3 chặng. Bây giờ các em hãy đọc to cho cô tên của 3 chặng nào. Chặng 1, khởi động. Chặng 2, khám phá. Chặng 3, về đích. Nếu như các em hoàn thành 3 chặng này thì các em đã chiến thắng rồi đấy. Nào, bây giờ cô và các em sẽ cùng đi vào chặng 1 nhé. Chặng 1, khởi động. Các em ơi, các em có biết người hàng xóm gần nhà mình là ai không nhỉ? Chúng ta cùng suy nghĩ nhé. Không biết các em đã có câu trả lời chưa? Người hàng xóm gần nhà mình có thể là ông, là bà, là cô, là chú, là bác, là anh và còn có thể là chị nữa đấy. Vậy những người hàng xóm này có chơi thân với gia đình mình không? À đúng rồi, không những thân mà còn tốt bụng nữa đấy. Họ luôn biết quan tâm, chia sẻ, động viên và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Chỉ nghe đến như vậy thôi là chúng ta cũng thấy thật đáng quý phải không nào? Thế là cô trò mình vừa trải qua chặng 1 rồi đấy. Thật dễ dàng phải không các em? Vậy theo các em thì chặng 2 có khó không nhỉ? Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng khám phá thôi nào. Chặng 2, khám phá. Cô và các em sẽ cùng đi vào bài tập 1 nhé. Bài 1, kể về một người hàng xóm mà em quý mến. Các em đọc to cho cô yêu cầu bài 1 nào. Bài yêu cầu chúng ta làm gì nhỉ? Bài yêu cầu chúng ta kể về một người hàng xóm mà em quý mến. Vậy người hàng xóm của em là ai? À, người hàng xóm của em có thể là rất nhiều người đúng không? Nhưng trong số những người hàng xóm đó thì em quý mến ai nhất? Nếu em quý mến ai nhất thì em sẽ kể về người đó nhé. Cô lưu ý với các em là các em kể một người thôi. Vậy để giúp các em biết kể về một người hàng xóm mà mình quý mến nhất, thì các em phải dựa vào các câu hỏi gợi ý sau đây. Các em nghe cô đọc câu hỏi gợi ý thứ nhất. Người đó tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Câu 2. Người đó làm nghề gì? Câu 3. Tình cảm của gia đình em đối với người đó như thế nào?
Câu 4. Tình cảm của người hàng xóm đó đối với gia đình em như thế nào? Trước khi kể về một người hàng xóm mà em yêu quý nhất thì các em sẽ dựa vào câu hỏi gợi ý. Thứ nhất, mình phải xác định được người mình kể là ai, người đó tên là gì, năm nay khoảng bao nhiêu tuổi. Nếu như các em không biết chính xác người mình kể năm nay bao nhiêu tuổi, thì các em có thể dùng từ khoảng, dùng từ ngoài hoặc dùng từ gần nhé. Cô lấy ví dụ, năm nay bác đã ngoài 60 tuổi, nhưng trông bác vẫn còn rất trẻ. Hoặc chúng ta có thể viết theo cách khác. Cô em năm nay mới gần 30 tuổi, nên cô rất năng động và nhanh nhẹn. Ở câu gợi ý thứ hai, người đó làm nghề gì? Để giúp các bạn kể công việc của người đó làm công việc gì thì cô sẽ cho các em xem một vài hình ảnh của công việc nhé. Vì mỗi người làm một công việc khác nhau đấy các em ạ. Đây là một vài hình ảnh chỉ nghề nghiệp. Các em chú ý nhìn lên màn hình nhé. Đây là nghề bác sĩ. Hàng ngày bác sĩ khám bệnh và chữa bệnh cho mọi người dân. Còn đây là nghề lao công. Hàng ngày cô đã quét dọn cho đường phố mình luôn sạch đẹp đấy. Còn đây là bác nông dân. Hàng ngày bác phải ra đồng để cấy lúa và gặt lúa đấy. Và đây là nghề lái xe. Hàng ngày chú đã lái xe đi khắp mọi nơi để chở khách. Đây chính là nghề thợ mộc. Hàng ngày bác thợ mộc cặm cụi làm việc rất chăm chỉ. Bác rất khéo tay để đóng ra những chiếc bàn, chiếc tủ, chiếc ghế, chiếc giường bằng gỗ cho chúng ta dùng hàng ngày đấy. Hình ảnh tiếp theo chắc không phải là xa lạ đối với các em đúng không nào? Đây chính là nghề giáo viên. Các thầy cô hàng ngày đến lớp để dạy những kiến thức mới cho các em học sinh. Các em ạ, các em có biết hàng ngày mình mặc những bộ quần áo này là do ai may ra không nhỉ? À, đó chính là nghề thợ may đấy. Nghề thợ may rất khéo tay. Các cô đã khéo léo thiết kế ra những bộ đồ rất đẹp đấy. Và cuối cùng, đó là nghề bộ đội. Những chú bộ đội ngày đêm canh giữ biển khơi, rất vất vả trong những ngày nắng, ngày mưa để giữ cho đất nước mình luôn bình yên như ngày hôm nay. Các em thân mến, các em nên nhớ, nghề nào cũng quý, mỗi người đều chọn cho mình một nghề phù hợp với khả năng của mình, nên chúng ta cần trân trọng và cố gắng làm việc để lo cho cuộc sống. Bởi vậy mới có câu, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Ngoài việc kể về người đó làm nghề gì, thì các em còn có thể kể thêm về hình dáng người đó như thế nào, cao hay thấp, nước da trắng hay đen, khuôn mặt thì như thế nào nhỉ, còn tính tình thì sao? Có luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người không? Nếu có thì các em sẽ kể để bài văn của mình được hay hơn nhé. Chúng ta sang phần câu hỏi gợi ý thứ 3. Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào? Tình cảm ở đây ý nói gia đình em có quý mến người đó không? Vì sao lại quý mến? Và mình có qua nhà người đó chơi hay không đấy? Và ở câu gợi ý thứ 4, tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em. Câu này ý nói, người đó có yêu quý những người trong gia đình em không? Có thường xuyên trò chuyện cùng gia đình em không? Và có giúp đỡ gì gia đình em không? Nếu có thì các em kể nhé. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em kể về người hàng xóm theo câu hỏi gợi ý. Các em sẽ dựa vào những nội dung trên
để kể về một người hàng xóm mà mình quý mến nhất nhé. Bây giờ các em hãy bấm nút dừng video, sau đó dựa vào các câu hỏi mà cô vừa gợi ý để kể về một người hàng xóm cho người thân trong gia đình mình nghe nhé. Ôi, các em thật là giỏi, vượt qua chặng 2 một cách rất nhanh chóng. Cô có lời khen tất cả các em. Vậy thì chặng 3 chắc chắn sẽ không thể làm khó các em được rồi. Chúng ta cùng nhanh chân bước vào chặng 3 thôi. Chặng 3, về đích. Chúng ta cùng đi vào bài tập số 2. Bài 2. Các em nghe cô đọc. Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn khoảng từ 5 đến 7 câu. Bây giờ các em hãy đọc lại cho cô yêu cầu bài 2 một lần nhé. Các em cho cô biết bài 2 yêu cầu làm gì? À, phải rồi. Bài 2 yêu cầu các em hãy viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn khoảng từ 5 đến 7 câu. Như vậy ở bài tập số 1, các em đã biết kể về người hàng xóm mà mình yêu quý nhất. Ở bài tập số 2, yêu cầu các em hãy viết lại những điều em vừa kể thành một đoạn văn. Bây giờ các em hãy lấy vở ra, chúng ta cùng viết vào vở nhé. Các em ạ, trước khi các em viết bài vào vở, cô lưu ý với các em một số điều sau. Thứ nhất, các em phải dựa vào yêu cầu của bài, viết đoạn văn sao cho đầy đủ nội dung. Thứ hai, cần chọn đúng người hàng xóm mà em yêu quý nhất để kể. Thứ ba, viết câu văn sao cho đầy đủ ý, từ ngữ phong phú, phù hợp, đoạn văn sinh động và có nhiều ý sáng tạo. Thứ tư, dùng dấu chấm câu và viết hoa chữ cái đầu câu. Và cuối cùng các em cần nhớ đó là câu đầu đoạn văn viết lùi vào một ô. Nếu như các em làm đúng những điều này thì đoạn văn của mình rất hay và đầy đủ ý đấy. Các em hiểu chưa nào? Bây giờ các em hãy bấm nút dừng video, sau đó chúng ta sẽ viết vào vở nhé. Không biết các em đã làm bài xong chưa nhỉ? Em nào làm bài xong rồi thì thật là giỏi đấy. Cô có lời khen tất cả các em. Còn em nào làm bài chưa xong thì cuối giờ chúng ta làm tiếp nhé. Bây giờ các em hãy chú ý nhìn lên màn hình. Cô sẽ chiếu một bài tập làm văn cho các em tham khảo. Đây là một bài tập làm văn của học sinh lớp 3 trường cô đấy. Các em nghe cô đọc nhé. Trong những người hàng xóm sống cạnh nhà em, thì người mà em yêu quý nhất là bác Hải. Năm nay bác đã ngoài 50 tuổi. Bác có dáng người hơi thấp, nụ cười luôn nở trên môi. Bác Hải làm nghề bác sĩ. Bác là một bác sĩ giỏi. Bác làm việc tại bệnh viện quận 12. Ở nhà, bác luôn quan tâm tới mọi người. Mỗi khi em bị cảm cúm, bác đến chăm sóc em rất tận tình. Đặc biệt, hiện nay đang có dịch bệnh COVID rất phức tạp, nên bác đã hướng dẫn bà con trong xóm biết cách phòng bệnh.
Em thấy bác giống như một ông tiên xuống chữa bệnh cho nhân dân vậy. Cả xóm em ai cũng rất yêu quý và kính trọng bác. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để sau này trở thành bác sĩ như bác Hải. Các em thấy bài tập làm văn của bạn làm như thế nào? Có hay không? Cô nhận xét về bài văn nhé. Đoạn văn của bạn đã kể được đáp ứng đủ yêu cầu của bài. Bố cục thì rõ ràng, từng ý thì trôi chảy. Bạn dùng từ phù hợp. Ngoài việc kể được đầy đủ nội dung của bài ra, bạn còn kể được cái lời hứa của bạn sau này lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ giống như bác Hải. Như vậy, các em có thể tham khảo bài tập làm văn này nhé. Các em thân mến, tình làng nghĩa xóm thật là đáng quý phải không nào? Chính vì điều đó mà ông cha ta ngày xưa đã đúc kết và truyền lại cho con cháu rất nhiều những câu thành ngữ nói về tình làng nghĩa xóm. Bây giờ các em nghe cô đọc những câu thành ngữ này nhé. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Các em có hiểu ý nghĩa của các câu thành ngữ này không? À, các câu thành ngữ này có ý nghĩa như sau. Ý nói muốn khuyên dân chúng ta phải ăn ở có tình, có nghĩa, vui vẻ với hàng xóm láng giềng kế bên nhà mình. Vì anh em họ hàng mình dù có thân thích đến như thế nào, nhưng không có điều kiện ở gần nên cũng không thể giúp đỡ nhau nhiều bằng những người hàng xóm gần nhà mình. Nên chúng ta phải đối xử tốt với những người hàng xóm, để khi gia đình mình có gặp khó khăn gì thì cũng có hàng xóm giúp đỡ. Vậy các em xem, gia đình nhà mình đã giúp đỡ những hàng xóm kế bên nhà mình bao giờ chưa? Nếu có thì thật là tốt đấy. Nhưng nếu chưa thì chúng ta có thể giúp đỡ và quan tâm đến họ một chút nhé. Và trên đây là một số hình ảnh về tình làng nghĩa xóm. Các em thấy những người hàng xóm này rất quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Họ có cái gì ngon cũng mang sang cho nhau và coi nhau như anh em ruột thịt. Thật là đáng quý phải không nào? Nên chúng ta có thể học tập theo nhé. Các em ơi, như vậy ở nội dung tiết học hôm nay, cô đã hướng dẫn các em rèn kỹ năng nói. Các em đã kể về một người hàng xóm mà em yêu mến nhất ở bài tập số 1 và đã giúp các em rèn kỹ năng viết. Các em đã biết viết lại những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn ở bài tập số 2. Về nhà, những em nào làm chưa xong thì hoàn thành bài giúp cô nhé và chuẩn bị tiếp cho cô tiết tập làm văn tuần 9. Bài học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.